Rồi đây là phần lý thuyết và trả lời các câu hỏi ôn thi lái xe 4 chỗ B2. Và phần 1 là biển báo giao thông. Thì ở biển báo giao thông á, chúng ta có 5 loại biển báo. Nhất là biển báo cấm. Thì khi gặp biển báo cấm á, là chúng ta sẽ là không được thực hiện theo cái chỉ dẫn của biển báo. Ví dụ trên này là nó cấm cái gì đây à? Cấm xe ô tô. À, rồi cái biển này á là cái biển báo nguy hiểm. Thường báo nguy hiểm là nó dạng hình tam giác. Rồi biển bên này, biển thứ ba là biển hiệu lệnh. Là khi gặp cái biển hiệu lệnh là chúng ta phải theo cái biển đó. Nó nói gì chúng ta làm theo. Biển thứ tư là biển phụ. Biển phụ là nó phụ họa cho cái biển chính. Thường là nằm phía dưới biển chính để giải thích thêm như biển chính. Rồi cái biển này là biển chỉ dẫn. Ví dụ ở đây là chỉ dẫn cái đường đi. Thì chúng ta sẽ đi vào từng loại biển để chúng ta dễ phân biệt. Một là cái biển này. Cái biển này là nhìn vô là thấy liền là cấm cái ô tô. Thì nội dung cái biển mà chúng ta sẽ lật quyển sách và luật giao thông ra mình coi nó giải thích rõ ràng. Thì ở đây mình trích ra một đoạn. Thì cái biển này nói gì? Là cấm tất cả loại xe cơ giới. Cái xe cơ giới nó khác cái xe thô sơ. Cơ giới là có động cơ, đúng không? Thô sơ là xe đạp rồi đó. Xe bò, xe kéo không có động cơ, xe thô sơ. Còn xe cơ giới là có động cơ, đúng không? Kể cả xe mô tô ba bánh. Có nghĩa cái này nó cấm cái ô tô và cấm luôn cái ba bánh như trong hình này giải thích nè. Là từ ô tô này trở lên là dính hết. Rồi ba bánh luôn, chứ không phải nhìn vô là thấy cái xe nhỏ con này là cấm mình ô tô, không phải. Ô tô này không phải, mà từ bánh trở lên là cấm hết toàn bộ. Đó. Gặp biển này mà anh đang đi xe lăn ba bánh cũng không được chui vô. Chứ không phải kêu nó cấm chỗ này là cấm chắc 4 chỗ, tôi 3 chỗ, ba bánh chạy vô được. Được chưa? Rồi tiếp. Cái biển này là cấm cái gì đây? Cấm mô tô, mà nó ghi thêm nè, cấm luôn ba bánh. Gặp thằng hai bánh, gặp này thấy hai bánh tưởng cấm hai bánh không, mình ba bánh mình chui vô cũng được nha. Mà thường á là cái thằng mà càng to là thấy cái biển cấm nhỏ là thằng to cũng không được chui vô. Đó. Vậy cấm hai bánh thì ba bánh cũng không được vô luôn. Đây này, xe hai bánh ba bánh không được vô. Rồi bây giờ mình trả lời thử cái câu đây. Đây là một câu hỏi trong cái bộ đề là 450 câu. Thì và cái trong cái bộ đề 450 câu á, cái phần biển báo này nó mất hơn 100 câu rồi. Là gần 1/3. Đó. Thì chúng ta trả lời thử. Người ta hỏi gì nè. Khi gặp cái biển nào thì cái mô tô hai bánh được đi vào. Nó đi được á. Mình đang lái hai bánh phải không? Mình tưởng tượng đang lái hai bánh. Vô gặp ba biển này, biển nào mình chui được? 2 3 2 3. Đó, vậy là biển 2 3. Một là cấm hai bánh này, cũng được. Tiếp. Rồi, biển nào báo hiệu cấm mô tô ba bánh? 1 2 1 2, không? Cái này là cấm luôn ba bánh. Cái này là cấm cũng cấm ba bánh. Vậy hàng này bị cấm, biển 1 2. Tiếp. Đó. Các bạn chú ý là cái biển, hai biển đây là nó cùng cấm ba bánh nha. Mặc dù là mình không có cái biển mà nó vẽ hình xe ba bánh, mà mình nhớ giùm cái này một cái. Đó. Chứ không phải kêu tôi bị dị tật rồi tôi muốn đi đâu tôi đi. Là ưu tiên người bệnh tật, không phải. Đó. Tiếp. Cái biển này là cấm cái máy kéo, phải không? Xe kéo nè. Thì cái xe kéo á là cái xe này là các bạn thấy thường là nó nằm, người ta hay xài cho nó vân đào à, bên nông nghiệp á, nông trại rồi này kia là người ta đi thường người ta kéo hai xe hàng phía sau này, có xe kéo hàng ở đây nông trại đường rừng núi rồi đó gọi là máy kéo. Mà bây giờ mà vẽ luôn cái đoạn phía sau nữa thì nó dài, cái biển mình nó nhỏ mà, thì vẽ sơ bộ thế này là hiểu rồi, là cấm cái máy kéo, được chưa? Thì cấm máy kéo thì nó không có tác dụng đối với xe tải nha, chỉ riêng máy kéo thôi.
Rồi cái biển này là cấm cái xe tải, nhìn cái hình xe tải biết không? Đó, cái này thì nó cấm luôn cái máy kéo, cấm tải thì cấm luôn máy kéo. Anh đang lái máy kéo anh gặp cái biển cấm tải anh kêu không liên quan anh được là cá đó, à, cấm luôn máy kéo. Này biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và các xe máy chuyên dùng. Xe máy chuyên dùng là gì à? Là chuyên để thi công công trình, người ta gọi là xe máy chuyên dùng. À, bánh hơi, bánh xích, đồ xe xe ủi rồi đó, gọi là các xe chuyên dùng để làm như công công trường. Mà gặp cái biển cấm tải là mấy xe đó cũng không được. À, rồi bây giờ mình thực hành biển nào cấm cái máy kéo. Cái này rõ ràng là cấm máy kéo rồi, chắc chắn là số 3 rồi. Nhìn thằng đây, cấm ô tô, cấm luôn máy kéo. À, thì mình nhìn thấy cái bánh của máy kéo bự hơn bánh ô tô, máy kéo đại ca ô tô, thành ra cấm ô tô, cấm luôn máy kéo. Đây, vậy biển 23. Rồi tiếp, bây giờ chúng ta so sánh giữa hai cái loại biển. Biển bên này á là vừa rồi chúng ta mới nhìn thấy biển cấm bình thường đúng không? Còn biển tay phải là nó treo cái hình này, nó bóc nó bỏ ra phía ngoài, bỏ dưới. Thì cái biển mà bỏ dưới này người ta đặt cái tên là biển phụ. Chức năng của hai biển này là như nhau, ý nghĩa như nhau hoàn toàn, không? Giống nhau hết. Nhưng mà thay vì người ta bỏ trong sách bỏ qua là cấm cái thứ đây. À, rồi đây là cấm. Mình cấm cái gì? Cấm thứ đây, cấm xe mô tô. Cái này cấm cái gì? Cấm xe tải. Cái này cái hình mình quên bỏ vô nha. Thì tương tự như cái hình trên này thì xe tải nó bóc nó bỏ vô trong hình này thôi. Dạ. Rồi tiếp, biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào trong ba biển đây? Cái này là cấm hai bánh phải không? Vậy thì hai này là được vô là 1-3. Được chưa? Bây giờ tôi thay cái từ mà được đi vào, tôi đổi thành từ không đi vào thì thành một cái câu mới nữa. Bây giờ không được đi vào thì bạn chọn cái nào? Không đi vào nghĩa là cấm nữa, đúng chưa? Biển nào cấm hai bánh, nhìn đây thấy à, cấm hai bánh, biển hai. Biển hai trong này không có đáp án. Mình nếu mà chỗ này là thêm cái đáp án thứ tư nữa là cấm hai bánh, chọn cái đáp án đó, được chưa? Rồi câu tiếp, biển nào không được đi vào vừa rồi đó ha, này nè là biển hai, được chưa? Rồi ba biển này có ý nghĩa hiệu lực thế nào? Là nó cấm cái thằng mình treo phụ dưới này, nó cấm cái loại xe biển phụ đi vào. Tiếp, cái biển này là cái gì? Rẽ, rẽ bên trái, cấm để trái. Thì cái biển mà khi cấm để trái á, là cũng cấm luôn quẹo luôn. Bởi quẹo là hình chữ U, còn đây là tới đây, muốn quẹo là phải đi thêm một đoạn nữa. Mà tôi cấm trái rồi thì tất nhiên không cho anh quẹo, đúng không ạ? À? Rồi mình thử cái bài hình này thử, là những hướng nào ô tô tải được phép đi. Ô tải đi nó có một hướng, hai hướng, ba hướng, bốn hướng, một được đi nè. Mình đang lái xe nè, mình nhìn thấy cái bảng đây, cái bảng đầu tiên đây số 1 này là cấm rẽ bên trái đúng không? Cấm rẽ bên trái mà tôi muốn đi bên phải đi được thì sao không được? À, một được phải không? Tới số 4 này là cấm cái xe đây lại máy kéo, cấm máy kéo là chỉ riêng máy kéo thôi. Vậy thì mình đi 4 được, là 1 được 4 được rồi phải không? Giờ 3 với 2 gặp cái biển cấm quẹo của ông tải, vậy thì 3-2 không được, chốt lại 1-4 được. Mà đáp án là hướng 1-4. Bây giờ tiếp này, hai biển đây là phân biệt giữa biển rẽ trái và biển quẹo. À, là biển này, biển nào là cấm rẽ trái? Là biển bên trái, không? Biển 1 không? Cấm quay đầu biển 2. À, rồi cái biển tiếp theo là biển này á, là ý nghĩa nó là nhường đường qua đường hẹp. Là anh nhìn vô nè,
mình là theo luật Việt Nam là thường là anh đi phía tay phải đúng không, tay phải của đường, thì anh là anh màu đỏ nè, gặp thằng đối diện là màu đen. Đỏ thường là một cái màu bị cấm, cái màu nguy hiểm. Anh gặp thằng đen là anh nhường đường cho thằng đen đi. Đó. Thì áp dụng vô cái bài đây. Bây giờ hai xe đối đầu đi qua cái cầu hẹp, thì giống như hai con trâu mà đi qua cầu hẹp vậy đó. Bây giờ một con phải nhường nhá, hai con hút nhau rất cầu không? Như vậy thì bây giờ thằng nào nhường? Thì anh nhìn vô bảng nè, cái bảng nếu mà anh thuộc lầu ý nghĩa bảng, anh nhìn vô đây anh kêu mình đỏ này mình phải nhường đường thằng kia, phải không? Rồi mà bình thường như là hiểu là như vậy, nhưng mà riêng với cái câu này thì mình có cái mẹo nhìn tới, nếu mà giả sử mình không nhớ nhìn đây, biển đây bằng xanh, biển này biển đỏ, thằng xanh luôn luôn là thành mà cái màu thân thiện, màu hòa bình là được đi, đúng không? Cái màu đây là màu hơi chứng trước rồi đó. Thằng này thấy xanh là quốc này là được đi rồi, không? Mà ngày được đi thì ngày phải như thôi. Thì nghĩ theo hướng đó thì nó rất là dễ chơi giải bài này, không? Nhưng còn nếu mà hiểu ý nghĩa thì tốt. Còn nếu không hiểu nghĩa là tôi xanh là tôi đi nè. Đây là phải nhường tôi. Vậy là nhanh, phải không? Khỏi rối. Mình xin chào các bạn. Thì cái gì vậy? Hôm nay mình muốn nói vấn đề là làm sao để mạnh khỏe và theo cái tỷ lệ mình. Bây giờ qua tiếp theo. Cái này. Cái biển này á, là nhìn vô thấy kéo nhau đúng không? Là cấm cái xe này kéo cái remote phía sau. Thì là cấm ô tô. Nhưng mà không cấm tải nha. Xe tải gặp biển này đi được thì cấm kéo rồi mót thôi. Nói chung nhớ là cấm kéo mót. Còn cái ô tô cái gì quên đi ha, kéo mót. Như xe này kéo mót phía sau, kéo bằng xe nhỏ phía sau không. Thì nếu mà bạn đi xe 4 chỗ mà bạn muốn kéo phía sau thêm, là bình thường theo luật bạn được đi không? Được kéo không? Không nha. Muốn kéo thêm là bạn phải học thêm nâng bằng. Ví dụ như ô tô á, là ô tô 4 chỗ là B2 đúng không? Bây giờ nâng lên bằng là FB2 là được phép kéo. Thì thật ra mình mua xe thì đôi khi mình cũng cần kéo. Ví dụ xe ở quê rồi đó, anh làm nông trại làm này làm kia, hoặc giả là cuối tuần sắm cái du thuyền nhỏ nhỏ đỏ nhà chạy ra biển, hoặc là biển hay xa đi du lịch, phải không? Là kéo cái xe cái thuyền đó máng lên cái xe sau, mà phía sau xe là mình mua cái đồ kéo ha, móc vô. Bây giờ phải học nâng bằng lên. Nhưng mà luật là ông cho phép buộc muốn kéo là phải học nâng bằng lên có kéo. Thì B lên là FB. Rồi. Câu sau đây. Biển nào cấm máy kéo? Kéo theo remote. Biển nào tính? Hai biển luôn. Câu này là câu sao nha. Đặc biệt là hai biển luôn. Đúng ra cái câu này là nó phẩy cái để nó tắt ra ý ra. Bởi cái này cái đáp án là cả hai, một hai luôn. Nếu mà máy kéo theo remote thì là cấm kéo, thì một là chắc chắn rồi, dính rồi nè. Nhưng mà hai á là tôi máy kéo, tôi đâu có kéo remote đâu, là chắc tôi đi được nhá, phải không? Nhưng mà đáp án của cái câu này hiện tại là cả một là và hai, thành ra đây là câu sao, lưu ý. Nhiều người là mình nghĩ mình giải thích tốt quá rồi, vậy chọn biển một không là chưa đạt nha, chọn thêm cái hai nữa được chưa? Thành ra là cái câu này hình như là cái người mà là soạn đề á thiếu dấu phẩy đó, thành ra cái câu này là câu sao đặc biệt. Đó là trong cái bộ đề nó có một vài câu đặc biệt là mình lưu ý một chút, chứ không là thay vì 30 câu còn 9 câu, không 26 câu quốc thiếu 1 câu, 25 câu lắm đó, không? Đó. Tiếp. Khi gặp biển số 1 xe tải có được đi vào không? Một đây. Nãy mình học cái luật biển rồi,
cái này nó cấm kéo thôi, tôi tải đi vô được ha, tôi tải cái đầu trước đây tôi đi vô được ha, để đường đi vào. Câu tiếp nè, biển nào không hiệu lực đối với tải, không kéo mót, không hiệu lực đối với tải không kéo mót, có nghĩa là xe tải bình thường á đi vào được, cái này cấm, cấm cái này thì cấm luôn tải, cái này không tác dụng đối với tải, đúng không? Còn cái này cũng không tác dụng đối tải, như hai này là tải đi vô được, được chưa? Hiểu không? Rồi vậy 1, 2 nghe cái câu này nhìn nó có vẻ nó hơi dài dài mà nghèo, mình sẽ đổi cái cách nghĩ của mình lại, cái từ người lại nó ngắn gọn hơn, có nghĩa là không cấm tải, bang này biển là không cấm tải, thế thôi à. Mà không cấm tải chọn hàng đây tiếp, biển này là biển cấm vượt, anh màu đỏ này anh vượt qua hàng kia màu đen cấm vượt, biển này là cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau, là anh là 4 chỗ hay là xe tải bự hơn anh cũng không vượt được nha, mà dù nhìn nên anh tưởng là anh tải là khác nhưng mà tải cũng không vượt được luôn. Đấy. Nhưng mà anh vượt xe hai bánh được, vượt xe ô tô không được nhưng vượt hai bánh được à. Biển này là tải cấm vượt, anh xe 4 chỗ 7 chỗ xe 4 bánh anh đi qua được, vượt được bằng tải là không. Nhưng mà lưu ý cái biển này không phải tất cả mọi hàng tải, trong luật người ta quy định này hơn 3,5 tấn thì cấm vượt, đọc luật thêm chút thì hiểu không, mà anh đi xe dưới 3,5 tấn anh vượt được. Tải dưới 3,5 tấn có nhiều không? Nhiều, tải mà đi trong nội thành nè không, thành ra là chú ý biển này một tí, chứ không phải là mình đang đi xe 2,5 tấn mà gặp cái biển này mình kêu không được vượt, có xong mình cứ chậm chậm đi luôn, đời nào giao hàng được cho người ta không? Ví dụ mình làm dịch vụ giao hàng nhanh chẳng hạn, là mình chở xe đầy hàng mà đi giao hàng gặp cái biển này kêu tôi không được vượt, có xong đi rất là chậm không? Nhưng mà trong khi mình được quyền làm việc đó mình tưởng mình không được làm, giống như kêu tôi trên 18 tuổi rồi, 18 cộng rồi mà nhiều khi cấm tôi không được làm cái A kêu ơi, không? Đó là mình hiểu ra một chút. Rồi cái này là hết cấm ha. Tiếp, biển nào cho phép ô tô con được vượt, cái này là cho vượt nè, bởi hết cấm mà, con không được vượt, tải là cấm tải thôi, vậy là 1:3 là được, nhà biển 1:3. Tiếp, biển nào không cho phép ô tô con vượt, này cấm con nè, này cấm tải nè, này không cho đúng không, là biển 2. Tiếp, biển nào cấm tải vượt, rõ ràng 3 rồi, nhưng mà 2 cấm con có cấm tải không? Có luôn, nhờ 2 đây. Đây là biển cấm dừng cấm đổ, cấm dừng và đổ luôn là 2 dấu chéo chỉ đó, còn cấm đổ không là một đặt. Vậy thì mình phân biệt giữa từ dừng và đổ là cái gì? Đổ là anh dừng lại luôn, không có giới hạn thời gian. Còn dừng là cái gì? Anh dừng tạm thời, tài xế vẫn ngồi xe, hoặc giả là có trục trặc nhỏ nhỏ, trong cái thời gian rất là ngắn anh xuống kiểm tra xe sơ bộ gọi là dừng, phải không? Dừng tạm thời. Còn đổ là gì? Dừng đó anh đi siêu thị, đi chợ, anh mua thăm bà con gì tới, đổ tại vị trí đó. Để ý nghĩa hai cái đó nó khác nhau. Rồi tiếp, bây giờ anh giải cái câu này thử. Cái câu đây là xe nào đúng, xe nào sai. Bây giờ anh nhìn vô đây, anh thấy cái biển này biển cấm dừng, cấm đổ đúng không? Rồi cấm đối với xe tải, thì anh đang chạy tải đúng rồi nè. Vậy thì anh đậu bên đây đúng luật hay phạm luật? Phạm luật nó rồi, sau bản phạm luật rồi. Anh đậu bên đây đúng luật, bởi vì sao? Cái biển này á, nó có tác dụng một chiều phía này thôi, là anh nào chạy hướng này tôi kêu anh cấm đổ cấm dừng mà anh dừng là anh sai, nhưng mà anh quẹo anh kia anh dừng được. Vậy thì anh muốn vô nhà người thân người quen như gì đâu chỗ đây, là thay anh không được đổ ở đây, anh quẹo bên kia anh đổ không sao, được chưa? Chứ không phải cấm đổ cho anh chạy tôi lúc thiệt xa để qua khỏi phạm vi tác dụng biển,
rồi xong anh đi bộ lại người thăm người thân, phải không? Không quẹo qua kia đổ được mà, đúng chưa? Đó. Nhưng mà chỗ này nếu mà cái vạch giữa này vạch liền là anh cấm quan nha. Cái vạch chấm chấm này quẹo qua được. Đó. Thật giả là anh lui xe lại trước cái biển này anh đổ được. Cái biển này là cấm đổ mà đổ sau lưng đó. Đó. Lui xe lại đổ. Bây giờ. Đó. Có nghĩa là mình lách luật, mình biết luật mình mới lách được. Còn không biết luật là ai nói gì mình cũng sợ. Đúng không? Ví dụ công an chạy tới đây kêu này bị cấm đổ mà người ta giỡn giỡn hù ai nghe thiệt vậy. Đúng không? Một động ở đây là được nha. Rồi tiếp theo. Cái biển này là cái biển tên đường trên cái tuyến đường nước ngoài là AH112. AH là viết tắt của ASEAN Highway. Đó. Thì dành cho các nước khu vực Đông Nam Á đâu mà nè, là xài chung cái loại biển này. Cái hiệu giống nhau. Rồi mình qua phần số 2 là biển báo nguy hiểm. Thì đa phần biển nguy hiểm là có cái hiệu tam giác. Bây giờ cái biển này ý nghĩa là gì? Bạn nhìn vô này. Cái đường to chính ngang đường đường nhỏ, chính ngang đường to. Thì mình đang đi đường to này, mình sẽ gặp cái đường đi ngang mà nhỏ hơn. To là ưu tiên, nhỏ hơn là mấy đường nhỏ, đường con không ưu tiên bày. Thì ý nghĩa biển này là gì? Giao nhau với đường không ưu tiên. Đúng chưa? Có nghĩa là mình đang đi đường ưu tiên này, sẽ có thành không ưu tiên, rẽ đường hẻm đồ hai bên đó, chọn ngang ra. Còn biển này là gì? Có hiệu nguy hiểm. Rồi bây giờ mình giải thử câu đây. Cái câu đây người ta kêu là xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua cái đời đây. Bây giờ nhìn vô. Cái biển này là biển giao nhau được không ưu tiên. Là mấy thằng đi trên dọc cái đường này nè. Là nó được ưu tiên. Trong ba xe đây có xe nào đặc biệt ưu tiên không? Xe của cán bộ gì không? Xe bình thường hết đúng không? Đó. Vậy thì không có xe nào ưu tiên. Không cứu hỏa, không có chữa cháy, không có quân đội, công an, không hộ đê luôn. Rồi vậy thì chức năng như nhau rồi, theo bản tên đường thôi. Thằng này ưu tiên rồi, trên đường ưu tiên là ưu tiên một trước đã, là thằng này được đi trước nè. Bây giờ còn lại hai thằng đây. Thằng đây là bản tam giác, thằng này bên kia bản tam giác luôn. Đây là giao nhau đường ưu tiên. Thằng đây phải nhường rồi, đây cũng phải nhường luôn rồi, không? Giờ hai ngày thằng nào ưu tiên hơn? Tải ưu tiên hơn, lý do cua phải, không? Quẹo phải là ưu tiên hơn quẹo trái. Cái thứ tự ưu tiên quẹo á, khi đi đường á, là phải trước rồi tới thẳng rồi tới trái, không? Thì tải đi trước, đây đi cuối cùng. Rồi bây giờ mình trở lại câu hỏi đây. Cái nhường đường cuối cùng là khách, được chưa? Và đáp án cái này là khách nha. Ừ, anh phải nhường cái kia đi trước nhá. Nó có cái gì là nhất chớm nhì ưu tam đường tứ hước, không? Thì nếu mà đầu tiên theo cái bảng á, là anh phải nhường nó ra trước. Nhưng mà lỡ như anh chớm thì thằng chớm luôn luôn đi trước. Anh chớm là anh đi, anh lỡ anh qua cái ngã tư rồi nè, là thằng đó được ưu tiên. Mặc dù cái thằng xe kia là thằng cứu thương vẫn phải là nhường anh, bởi vì anh vô ngã tư trước rồi, là cứu thương phải nhường anh đi trước, chứ không phải anh tới anh xe đây phải đi sau cùng, đúng không? Mà thằng này nó nằm dưới này, anh được quyền bò lên. Cái hình này là tượng trưng cho cái gì? Bốn thằng, ba thằng đang đậu tại một vị trí như nhau thì lúc này mới xét cái diện ưu tiên. Còn nếu mà cái khoảng cách anh này nằm ở dưới này đang trồi lên thì anh được quyền đi trước, hiểu chưa? Còn đang khoảng cách ngã tư đều như nhau hoàn toàn hết thì lúc này mà tính tới thứ tự ưu tiên của bạn, được chưa hả? Như cái câu vừa rồi bạn nói á, là cái xe phía sau này cái lúc này thằng này trờ qua nó đi thì này cũng thằng này cho này vô giao lộ trước, này bám từ từ theo, thì khi nó từ theo là nó đã bò qua rồi thì anh phía sau này mà anh trên đường ưu tiên anh phải nhường, được chưa? Rồi câu tiếp. Xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông? Hai xe này, xe anh với xe tải. Anh đang đi phải không? Anh gặp cái biển gọi là giao nhau đường ưu tiên. Anh phải dừng nhường thằng ưu tiên này nè. Nó đi trước.
Vậy thì tải là đi trước, là xe tải. Được chưa? Tiếp này, cái biển này là cái biển là giao nhau các đường cùng cấp với nhau. Bây giờ vô cái giao lộ đây, đều đứng trước cái vạch này hết, chuẩn bị xuất phát. Thế thì quy tắc nào là lúc này á là không ưu tiên cả đúng không, như nhau hết. Cái thành mà lúc này anh xét bên phải của anh, bên tay phải không vướng thì anh được lỗi trước. Thằng này tay phải nó không có xe nào, này nó ưu tiên trước này. Khi mà nó đi rồi thì làm rồi tới gần đây thì thứ tự như vậy, được chưa? Là thứ tự là xe mô tô làm tải, này mô tô làm tải đó. Rồi biển này là cấm, là báo hiệu nguy hiểm khi có đường giao nhau đường sắt. Thì chỗ đây á là đường sắt mà có đầu chắn, còn hai còn lại là không có đầu chắn. Còn biển này là giao nhau cái đường hai chiều, chỗ này là hai chiều thuận hướng đi của mình, nguy hiểm không? Chỗ này là hai chiều mà có ngã rẽ, còn cái này là cái cửa chui, cái này là đường hầm. Nó có cái bộ câu hỏi hỏi cái nào là cửa chui xác nhận, cái nào đường hầm xác nhận, không? Bây giờ mình nhìn vô cái đường mà nó thuôn dài này, gọi là cái đường hầm. Còn ở chỗ đây là cái mạch cong, là cái cửa, cái đo, không? Đó. Rồi cái hiệu này là đường đôi. Bây giờ đi vô gặp cái đường chẻ ra làm hai là đường đôi. Còn cái này là tôi đang ở đường đôi nè, tôi hết đường đôi, đúng không? Tiếp nè, cái biển này là chướng ngại vật, nó khác so với đường đôi nha. Nhìn hao hao giống nhau, dễ bị nhầm đúng không? Mà mình copy cái hình này mình bỏ bên kia để so sánh trực tiếp luôn. Nó hơi dễ nhầm, nếu mà lâu ngày không gặp dễ nhầm thôi. Dạ. Đây chú ý chướng ngại vật phía trước nè. Đây chướng ngại vật nè. Chướng ngại vật phía bên phải. Rồi chướng ngại vật phía trước ở giữa. Chú ý ha. Còn cái này là đường đôi, cái này hết đường đôi. Nhìn cái này các bạn thấy nè. Này giống cái ly rượu không? Ly rượu mà úp xuống nè. Hết rượu rồi. Là hết. Hết đôi. Còn cái này là ly ngửa lên, mời anh uống, bắt đầu vô ha. Vô 1 2 3 vô ha. Ở này bắt đầu đường đôi. Cái này hết đường đôi rồi. Được chưa? Đó. Rồi, biển nào báo hiệu chú ý trước ngại vật. Đây, nhìn vô. Cái này đường đôi phải không? Cái này chướng ngại nè, chướng ngại nè. Nào biển 2 3. Thì mới trả lời giữa không, mà chưa đủ. Rồi tiếp là biển hiệu lệnh, là mà đi tới biển loại thứ ba đó. Ví dụ biển này là chỉ dành cho người đi bộ, mấy vòng tròn là only nha, only là tròn đúng không, only là chỉ dành cho người này đi thôi. Là biển này cấm người, biển nào cấm người đi bộ, thằng này cho người đi bộ nè, thằng này cấm đi bộ nè, thằng này nhường đường người đi bộ. Anh đang đi xe, anh gặp biển này có nghĩa là cái chỗ đó là cho người đi bộ người ta đi qua. Chẳng hạn như chỗ trước trường học là lúc nào thường là phải cái đông sinh qua lại đúng không? Anh phải nhường đường, chậm xe lại. Hoặc giả là qua cái vị trí ngã rẽ là có người đi bộ qua, là thường tự gắm những bạn này. Đó. Thì cấm người đi bộ là chỉ biển 2 thôi. Được chưa? Tiếp. Biển nào lái xe phải nhường đường cho người đi bộ? À, biển 1 ha. Rồi hai biển này là người, nó có câu hỏi trong bộ 4.5 câu là chỗ nào là cái cầu vượt liên thông. Thì bạn nhìn vô bạn thấy mà nó qua cái địa phương khác này thì nói đó là cầu liên thông, được chưa? Là anh đi qua đi hướng này là đi qua quốc lộ 1, mà anh quẹo chỗ khác là đi qua địa phương khác, là liên thông từ địa phương này qua địa phương khác. À, thì anh cứ nhìn vô thấy có chữ gọi bằng liên thông mẹo vậy, rồi nhanh được chưa?
Rồi bây giờ mình có cái năm cái biển này là anh chỉ được phép đi những cái hướng mà tôi chỉ ra đó. Riêng cái biển này là rẽ trái và anh được quay đầu ha. Còn cái này là không được nha, chỉ rẽ trái nha. Còn cái này được quay đầu ha. Còn cái biển này là đặt sau ngã tư. Thông thường hồi xưa giờ là biển nào này trước người ta, trước ngã hết, trước cái xe anh hết. Nhưng mà biển này đặt sau nha, nó chỉ đặc biệt riêng biển này thôi. Còn lý do tại sao mà người ta đặt sau ngã tư mình cũng không rõ, mà coi trên mạng thì cũng chưa thấy cái nào giải thích cụ thể mà rõ ràng để mình hiểu nó kỹ hết. Mà chỉ cái biển này nó đặt sau, nó có câu hỏi biển nào đặt sau đó. Thành ra là mình nhớ giùm cái biển mà nó giang tay chỉ đi hai đường trái phải nè là đặt sau, nó sẽ có cái câu đó trả lời cho trúng ha. Rồi ví dụ đây, cái biển này đặt sau ngã tư nè là chỉ cho để hai hướng này thôi, là hướng máy 1-3 thôi, 4-2 không được đi nha. Đang đi bình thường gặp biển này chứ không tôi đi bình thường cũng được, chỉ được phép đi hai hướng này thôi, được chưa? Rồi biển nào được phép quay đầu xe theo hướng ngược lại, còn đặt ở đâu kệ nó, nó hỏi là được quay đầu xe mà phải không? Ba biển này, này là chỉ hướng này rồi, này chỉ qua hướng này rồi, này nãy nói trong lý thuyết được quay đầu đúng chưa? Riêng này được quay đầu nè, là cái chỗ mà bảng chỉ được nè, là nhớ giùm hai ý không, là cái hồi nãy, cái đây là đằng sau, cái này là được quay đầu, nhớ hai đó là giải được năm câu hỏi liên quan tới cái thứ này. Rồi câu biển nào không cho rẽ phải, biển này rẽ trái mà đâu rẽ phải đâu, cái này phải được, cái này phải được, em biển một đúng chưa? Biển nào được không được đi thẳng, này đâu được thẳng đâu, này đâu được thẳng đâu, 1-2 được chưa? Và khi mà làm bài á không cần thiết phải đọc nguyên câu, nhiều đọc nguyên câu lại rối, đọc một đoạn mình cần ý nghĩa thôi, nó không cho đi thẳng còn phải rẽ sang hướng khác rồi đó, khỏi quan tâm nha, đọc nhiều cũng mệt, tốn năng lượng phải đến thôi. Rồi biển nào đặt trước ngã ba ngã tư và phạm vi tác dụng ở đằng sau mặt biển, cái này là trước, đằng trước thì có mình, thằng này đằng sau à, thì này trước thôi, nói chung là loại trừ một mình thằng này đằng sau, còn tất cả đằng trước hết. Đó, rồi biển nào đằng sau, tất nhiên này rồi đó. Rồi rồi chú ý cái nữa nè, mặc dù biển 2 thường á là cái biển nào đã bán số đó, cái sông 2 của Trung Quốc đây, số 2 đã bán 2 trọng mắt, đã bán 2 nó ghi biển 3 đúng chưa? Thành ra chú ý giùm cái đọc kỹ kỹ, nhiều khi quên mình đang 27 câu quốc phát 26 câu rớt mắt rồi đó. Rồi theo tín hiệu đèn xe cơ giới, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Hai xe đây, cái này cả hai xe luôn. Lý do là sao? Ô tô nó bật đèn xi nhan này, nó rẽ nhưng mà bảng chỉ dẫn là chỉ được đi một đường thẳng thôi, anh báo rẽ là anh trật rồi đó. Tiếp tới anh này nó xi nhan luôn nha, đèn vàng. Cái xe máy nó nhỏ thành ra mình nhìn không có rõ, nhưng mà tôi thấy có đèn xi nhan là thấy sai rồi đó, không biết trái phải cả. Đấy thì cái này là cả hai xe. Rồi cái loại biển thứ tư là biển chỉ dẫn đó. Biển nào báo hiệu đường hai chiều, này biển báo hai chiều ha, biển một
Biển nào chỉ dẫn được ưu tiên qua đường hẹp? Ba. Ba. À, ưu tiên. Nhớ hình nãy không? Hai xe tranh nhau không? Cái này á là anh phải nhường. Cái này ưu tiên. Cái này là báo hiệu hai chiều, được chưa? Rồi giờ thứ tự đi thế nào là đúng quy tắc giao thông? Cái biển này là biển ưu tiên nha. Nó giống như biển là giao nhau đường ưu tiên vậy đó, đúng không? Thì nó là ưu tiên. Rồi bây giờ nhìn vô cái hình coi. Cái hình á thì nhìn vô mình thấy nè, thứ nhất á là không có cái xe nào đặc biệt. Thứ hai thì giờ nhìn bảng. Bảng thì bảng này ưu tiên nè, thì thành này ưu tiên như trước rồi đã. Mà đã anh ưu tiên thì cái anh mà giao với anh phải là không ưu tiên. Chứ ưu tiên hết sao được, đúng không? Thằng này ưu tiên, này chạy trước. Còn bảng này, còn thằng này nó cũng sẽ ưu tiên luôn. Cái bảng hình tứ giác nó khác rồi, không? Là thằng này với thằng này đi trước. Còn là hai thằng kia, hai thằng đây. Thì giờ thằng nào tranh? Bên phải thằng nào cũng thoáng hết. Lam hay là này, này để trái. Ưu tiên thua thằng Lam. Lam đi thẳng mà. Vậy thì hai thằng này mặc dù cùng ưu tiên nhau nhưng mà này thẳng này đi trước. 1, 2, 3, 4, được chưa? Là tải rồi tới mô tô rồi tới Lam rồi con. Tải mô tô Lam con. Rồi câu này giờ ok chưa? Tiếp. Biển này là quay đầu nha, không được rẽ trái nha. Nhìn vô là quay đầu là rõ ràng rồi, nhưng mà lại không được rẽ trái. Nhiều người nhầm, chứ cho tôi quay đầu là cho tôi rẽ trái chứ, mà không phải. Báo hiệu cái chỗ sắp tới quay đầu. Dù đang đi trên xe mà cái xe đường là đường hai chiều, đường lớn, cái nó có đoạn là nó trước cái đoạn mà cho rẽ đó, nó đặt vào biển báo này, mình gặp nó mình quay đầu được. Rồi biển nào cho phép xe rẽ trái? Này cấm rồi. Này cấm luôn rồi. Quay đầu mà. Hai biển có biển nào đó. Được chưa? Tiếp. Biển nào quay đầu không bị cấm? Này cấm rẽ trái thành ra không cho quay đầu luôn. Này được quay đầu. Biển 2. Được chưa? Biển xe nào được phép quay đầu nhưng không được rẽ trái? Biển 2. Rồi cái này á là bảng vuông là bảng chỉ dẫn nha. Phía trước là có cái đường này là đường làng cho cái xe này, xe khách này, xe khách này, đường có làng đường dành cho đường khách này. Còn này là cái gì? Cái mũi tên mà nằm ngang á thì mình nghĩ là nó giống như cái chỗ có ngã rẽ vậy đó, nhưng mà mình đang đi xe đường sẽ có thằng nó đi ngang qua đó, ngang mà ở thằng thằng xe khách. Ví dụ như bạn muốn bắt xe đi đâu đó, đúng không? Bạn thấy biển này mình kêu trước mặt nó có cái làn đường xe khách nó chạy á. Đúng không? Rồi. Nhờ biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường cho ô tô khách. Bạn dùng thấy chữ rẽ này. Rẽ là bạn biết là nằm ngang rồi. Được chưa? Vậy là biển số 3. Tiếp. Biển nào báo hiệu có làn đường dành cho ô tô khách? Này có nè, này có nè, hai ba. Có hiểu có đường dành cho ô tô khách. Hai này luôn. Nhưng mà bạn đang đi trên đường của bạn thì đường này. Đúng không? Còn chỗ này có ngã rẽ. Đã bán câu này là chỉ biển này thôi. Được chưa? Rồi, biển cuối cùng là biển báo phụ. Biển chính là biển trên nè. Phụ treo ở dưới, chính trên phụ treo ở dưới. Phụ là nó giải thích thêm, giống như văn bản luật rồi văn bản dưới luật vậy đó. Rồi giờ nhìn vô hình đây, xe nào đổ là vi phạm? Cấm không? Cấm đổ xe tải là xe tải vi phạm. Được chưa? Rồi xe nào đổ vi phạm? Cấm mà cả hai bên, hai này vi phạm hết, cấm hết. Mũi tên những hướng nào xe tải được phép đi? Tải chỉ được đi hướng này,
cắm tải quẹo không được, bạn không được, chỉ hướng một thôi ha. Bạn được dừng xe ở vị trí nào trong tình huống này? Cấm trước sau luôn, dừng đây chết, dừng đây cũng chết luôn, không được dừng, được chưa? Còn nếu mà không có cái bảng này thì sao? Đậu phía A được, không có bảng phụ nè, đậu trước đây được, nhưng mà có bảng phụ đây là không được đậu nha, đậu công an phạt chết đó. Tiếp, xe nào phải nhường đường trường hợp này thì bạn nhìn vô xe bạn, xe tải, xe tải nó gặp cái bảng gì đây, giao nhau đường đầu tiên đúng không, nó phải nhường. Rồi trước đây là xe con nè, xe con á thì nó đi cùng hướng với bạn, thì nó đâu vì nó nhường đâu, nó đi bên kia mà, bạn đi bên này mà, thì cứ đi bình thường, thì chỉ mà này nhường thôi. Nhưng mà ở cái câu này á thì nói thêm chút xíu nữa là có cái bảng này, bảng này gọi là bảng phụ đặt dưới này, dưới câu đường đầu tiên này, dưới bảng đường đầu tiên. Ý nghĩa là gì Tín? Đó, chỗ này nó vẽ đậm hơn đúng không? Thì những cái xe nào mà đi đường đậm này ưu tiên nè, ưu tiên cho cái đường đậm đó, không? Này ưu tiên thẳng nè, ưu tiên bên phía phải nè, không? Vậy thì này ưu tiên, này ưu tiên, còn này phải nhường. Còn cái bảng này á là nó đặt, là đặt theo cái hướng của xe này nha. Mình đi xe này mình nhìn không thấy nó đâu, mình nhìn thấy tam giác mà. Mà trên hình này á là người ta cố tình người ta quay qua hướng mình để mình nhìn, mình coi, mình biết, không? Chứ thiệt ra mình đi đường mình đâu, cái bảng này nó quay hướng kia, hướng của xe người ta, đúng không? Rồi bây giờ bảng này ý nghĩa là cái gì? Là giữ khoảng cách hai xe là phải từ 8 mét trở lên, không được gần quá, gần quá lỡ tai nạn hút nhau đó. Thế thì cái bảng này, bảng phụ nè, nó kêu là từ đó cho tới 800 mét nữa là anh phải giữ khoảng cách nhiêu đó, anh không được gần lại. Mà hết 800 mét thì anh đi sao kệ anh, hiểu không? Còn cái bảng này thì là 200 mét nữa nó mới có hiệu lực, nghĩa là hiện tại anh đang đi cho phép anh đi gần dưới 8 mét không sao, mà 200 mét nữa là buộc anh phải đi giãn cách từ 8 mét trở lên đó. Hai bảng ý nghĩa vậy rồi, được chưa? Rồi tiếp, ví dụ câu đây, cấm còi từ chỗ anh đang đi cho tới 500 mét nữa không được phép bóp còi. À, ví dụ qua bệnh viện là không được phép bóp còi ha. À, đấy là giải thích cái này, chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển, thấy biển đó là không bóp còi để 500 mét nữa. Còn nếu mà đây mà không ghi 500 mét cấm bóp còi là đi xe ra không khỏi bóp luôn. Rồi tiếp, chiều dài đoạn đường 500 mét, từ nơi đặt biển này người lái xe có được bóp còi không? 500 mét đâu được bóp đâu, không được bóp. Tiếp, xe trên đường ưu tiên, và cái này bảo cái này là nhắc thôi, nhắc chớm gì ưu tâm đường tứ hướng nè, là mình tự đặt ra cái câu vậy đó để mình phân biệt. Rồi thứ tự xe ưu tiên nè, là các đây là các xe ưu tiên nha, nhưng mà nếu mà giả sử cùng ưu tiên cả cùng đi thì thằng nào ưu tiên hơn? Thứ nhất là cứu hỏa, thứ hai công an quân sự, ba cứu thương, bốn hộ đê, năm xe tăng. Ở trong máy này là thằng cứu hỏa là ưu tiên một, lý do cháy là chết rất nhiều người, còn xe tăng á là chết rồi thành ra là không sao, ưu tiên cuối. Công an quân sự là cái việc mà cũng nguy hiểm, thành ra nó sau cứu hỏa. Cứu thương á là đang chở, thường chở có người một hai người đó, còn cái này là nhiệm vụ quốc gia, quốc phòng an ninh ưu tiên hơn. Mình anh hy sinh liệt sĩ một người cũng sao, nghĩa trang liệt sĩ có nhiều, không? Xe cứu thương là cứu có người thành ra là sau, còn hộ đê cái một cố tiền tay ưu tiên sau nữa. À, nhưng không phải là anh kêu anh cứu thương mà anh lấn hai người kia anh đi là sai nha. Tới
Rồi. Đây là các nguyên tắc xử lý trên xe hơn. Rồi, chúng ta có 5 nguyên tắc. Thì 5 nguyên tắc này á là cái từ đây là cái từ mình tóm lại theo cái nó nói chung là từ sách vở tới. À. Còn cái từ đây là từ dân đường phố người ta nói à. À. Đường phố nói thành cái câu ve. Cho nó dễ. Mình thật ra 5 nguyên tắc này là như vậy thôi. Thầy thuộc 5 nguyên tắc này tôi thuộc như đây. Được chưa? Xe đã vào nơi giao nhau, cái một là nhất chớp, đúng không? Là anh vào rồi là anh ưu tiên nhất. Hai, xe ưu tiên theo luật là ưu. Đúng chưa? Ba, trên đường ưu tiên là đường. Là cái đường đó ưu tiên hay không? Đúng không? Xe quyền bên phải là hai nói 4 năm này là hướng, đúng không? Bên phải trước rồi sau đó là hướng rẽ. Bây giờ là tóm lại bằng 4 từ đây. Là 4 từ đây á, là dân chạy xe, dân thi lái thì người ta có cái vè như vậy. Học có vè đây là đủ giải quyết những cái vụ đây. Cái hình ảnh vừa rồi cái biển báo á, là nhiều đó. Rồi giờ coi đây. Giờ theo cái anh là xe nào đi trước, xe nào đi sau à. Đầu tiên nhìn đây thấy công an đi trước được chưa? Tiếp ba xe còn lại. Bây giờ mấy này không có thằng chóm nào chóm hết, nhưng mà nhất chóm nhì ưu là nhì là ưu tiên nè, tam đường là đường ưu tiên, thằng này cũng ưu tiên nè, này ưu tiên nè, phải không? Là này đi trước nè, này một, này hai, giờ còn hai này là bạn giao nhau đường ưu tiên, thằng này bên phải đi trước, này bên phải vướng này cuối cùng, được chưa? Rồi câu này có ý kiến gì không? Qua ngang. Tiếp. Thằng này nó chớm nó vô rồi nè. Thằng cứu thương thấy thằng chớm rồi phải chờ thằng chớm qua ngang. Chứ không phải là anh thấy anh đi xi lam, anh chở đá, buôn bán nhỏ, anh vô rồi anh thấy cứu thương anh sợ anh dừng ở đây. Là không được. Anh dừng đây á, là rốt cuộc anh gây nó bị rối giao thông. Cứ đi qua bình thường đi, đừng có sợ, đúng không? Mình cứ đúng luật mình làm. Yeah. Đây chưa? Đây nó mới qua, là tới đây. Được chưa hả? Nói chung là mình hiểu luật mình làm, đừng có việc gì phải sợ, đúng không? Tiếp. Hai xe này. Ưu tiên cứu thương trước, mặc dù hôm nay nó nằm trên đường ưu tiên. Nhưng mà tôi thấy cứu thương là tôi chờ cứu thương đi trước. Này cứu hỏa cứu thương tên này đó. Này giờ cứu chữa cháy công an mình chữa cháy gì chưa đó. Cứu hỏa chưa này á là biển gì đây nó ưu tiên nó chạy trước còn hai này tải tên làm đó. Biển này là đường ngang cấp nhau. Ngang cấp thì bây giờ xét cái gì? Bang này không có nào ưu tiên hết. Rồi tới nào chứ? Giờ xét bên phải và hướng, phải không? Bên phải bang này nào đang dính á, giờ hướng đi nè, hướng rẽ. Thằng này về phải trước. Tên đi thẳng. Mình tới để trái. Sau cùng. 1 2 3 rồi giờ. Rồi giờ nào chị thẳng hết nhưng mà này bên phải là trống nè thành ra này ưu tiên trước rồi tới nào này tới này được chưa rồi này thứ tự đi giờ bên phải không rõ đúng không thằng này trước rồi tới này theo thằng này thằng làm tới này là xe này chứ tên làm tí thì còn cuối không chọn nó bán là xe mô tô đạp làm con giờ đơn 4 ha. Tiếp bản này bản này như nãy có rồi không này là này chớp mà tới phải là tải khách con tải khách con đáp bằng hai nó tải cái thằng khách nó bằng
tải với hành khách bằng nhau ấy. Hàng này đâu có dành đường đâu. Xe khách và xe tải. Hai này đi cùng lúc được. Do thằng này á là khi nó quẹo ở đây, trong cái làn đường này nó chen chân với hành khách này. Thì nếu hiện tại mà không có thằng đây thì hai này đi thoải mái. Chả còn gì việc gì phải nhường. Nhường khi nào? Khi hai anh mà đi cùng lúc mà nhường nhau. Bây giờ thằng niên này thằng niên kia mất đâu nhường. Phải không? Nó phải phân qua 246357. Nhân ấy. Các anh nào phân 246357 mỗi thứ cô không? Hay là chia ra ngày cô luôn? Minh bữa có cô nào chia ra ngày anh không? Rồi tiếp ha. Rồi cái này. Nào ưu tiên trước. Này đi thẳng. Này để trái mà. Chờ thẳng ở trước thôi. Rồi, này. Có một công an, xe công an đi trước rồi nè, đúng không? Rồi tiếp. Này ưu tiên nè. Hai này. Này, tới này cuối ha. Nó bán là công an trước nè. Bây giờ mình chọn lỗi xuyến được. Mình cứ thấy công an trước là công an trước rồi nè, hai này bỏ. Ủa, ba công an luôn. Bốn bỏ nè. Rồi mới tới thằng con. Vậy là thấy bây giờ mình nhìn thấy hai thằng là biết cái một rồi. Đó, khỏi cần nhìn cái đuôi phía sau. Cái này là đi qua chỗ cái ngã tư mà có đèn. Thì khi mà anh cái đèn á luôn luôn người ta bố trí á là rẽ bên phải là né bên phải, mà rẽ trái né trái. Đi thẳng là ở giữa. Đó. Thành ra là anh muốn đi hướng nào là anh phải ép qua cái lề bên đó nha. Như anh muốn rẽ trái là ép lề trái. Anh muốn thẳng là đi lề giữa, mà muốn rẽ phải là phải ép lề phải trước. Đấy. Như anh muốn đang rẽ phải mà anh đi đường giữa này anh sai. Được chưa? Rồi giờ coi nè. Tiếp cái vấn đề nữa. Đèn đỏ là không cho anh đi nha. Đèn đỏ mà có mũi tên là anh chặt luôn nha. Lưu ý. Thằng này đỏ nè là không đi đúng nè, thằng này đúng rồi. Còn thằng này nó ép là trong cùng mà nó lại đi thẳng là nó sai. Tải sai đúng không? Rồi, tải này ép là giữa mà quẹo cũng sai luôn. Vậy trong hình này cần tải sai rồi. Là hướng mũi tên xe nào vi phạm là tải. Được không? Tiếp. Trong hình này bạn rất là dễ sai trong hình này. Có người sai 3-4 lần vậy đó, không hiểu tại sao nó sai. Cái này là xe gắn máy, còn cái này xe mô tô nha. Hai hình y gì nhau mà dễ bị nhầm. Kêu cái xe này là xe mô tô. Cái cấm mô tô cái bạn kêu không được chạy, nên trong khi bạn là gắn máy bạn được qua. Cấm này là cấm mô tô nha, không cấm bạn nha. Đối với hình này đi được. Vậy thì chỗ này là đi đường này được, đi đường này được, đi đường này cũng được luôn. Thằng này đi được 3 hướng. Nhưng thằng mô tô thì chỉ đi được hướng 3 và hướng bên này thôi. Hướng này cấm nó. Đó. Vì câu này thì lại nhiều người trúng. Gần như 100% trúng. Nhưng câu này gần như 100% sai. Bởi vì sao? Bởi vì họ nhầm là họ đang đi xe gắn máy. Họ tưởng là cấm họ, thành ra họ chọn sai. Miếng máy là gì? Là dưới 50 phân khối. Người xưa xe đam, xe cúp rồi đó, đúng không? Còn cúp 70 trở lên là khác nha. Đó. Để chú ý vô đó chơi. Xe nào vượt là đúng quy tắc. Cái này là đường liền liên tục, là không được lắng qua. Tuy nhiên bên cạnh nó kèm cái đường chấm chấm thì thằng này được phép qua chấm chấm và lắng qua luôn, đi qua là được vượt. Nhưng thằng này bên của nó là hoàn toàn là không có chấm chấm, thằng này không được vượt nha. Nhưng mà thằng này lỡ dậm chấm bên kia là được không sao. Đó là đối với cái đường rạch đây thì anh này được phép qua nhưng anh này thì không nha. Thấy chưa? Đó. Vậy thì vượt là anh này đúng nhưng mà anh này sai. Là cái lỗi lắng lên đường là cũng bị phạt nhiều tiền đó. Xe máy anh đi vẫn bị phạt nhiều tiền. Đó, xe tải cũng vậy, xe ô tô cũng vậy.
là chú ý giùm cái. Ở Quy Nhơn thì chạy ồ ào chứ đi các tỉnh thành khác là bị phạt liên tục đó. Chạy ra lộ đó. Mà nó bấm một thang mà chạy mà phải đi lùi vô lề. Dạ. Thì cái lỗi này ví dụ như đi vô Sài Gòn với mình rồi là công an ấy nó chặn thường xuyên. Chú ý. Chú bạn cho má. Rồi, bây giờ ngoài cái phần hình là bao nhiêu đó là xong rồi đó. Giờ nói thêm một tí nữa. Là các câu hỏi mà có đáp án như là tất cả ý trên hay cả ba ý hay cả hai ý thì bỏ hết, không chọn nha. Bỏ không chọn. Nói chung là mấy cái đó là sai hết đó ha. Là làm nhiều rồi trong bộ đề đó là mình rút lại, rút kết như vậy đó ha. Rồi giờ cái vạch kẻ đường được hiểu thế nào đúng. Ở đây có tất kể trên là sắc ba là loại rồi nè, mình loại ngay từ đầu luôn. Dạ. Khỏi ăn đọc rồi đọc hai cái ăn lại. Thường á là cái câu mà cái loại có kể trên là loại ngay, hai ăn lại nó sẽ tương đối giống nhau, chọn cái nào chuẩn hơn không. Là bạch chỉ phân chia làn đường, vị trí hướng đi dừng lại, đổ đường là sai rồi. Phân chia làn đường đúng nè, là có màu đúng không. Cái bạch gì rồi á, bạch gì rồi có hình á. Rồi tiếp khái niệm làn đường hiểu thế nào đúng. Là một phần của đường sẽ chạy được chia theo chiều dọc của đường, đủ và rộng sẽ chạy an toàn. Giờ đáp án cả hai ý là quay ngang bỏ nha, bỏ ngay từ đầu luôn, lựa hai cái này thôi. Giờ hai cái này là lựa làn đường mà chia chiều ngang là sai rồi, luôn chiều dọc đúng không. Đó là luôn đó bạn hai, nhìn vô phong một phát là trúng ngay. Những câu này là không có sai nha, 100% phải đúng. Là học mẹo đâu mà. Mẹo hai nè. Câu hỏi mà cả hai đáp án khác nhau. Thì chọn cả hai. Câu đây. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào? Một, trên cầu hẹp một làn xe. Chỗ này đâu được vượt đâu. Nó hợp lý rồi. Đúng chứ nữa. Cái này thời tiết kém không đảm bảo an toàn, hai này đúng hết. Thì bạn nhìn thấy câu nào mà có hai đáp án thôi mà khác nhau nha, chứ còn giống nhau là bạn phải loại, phải tìm nha. Hai đáp án này hoàn toàn khác nhau mà, quốc luôn cả hai cái đúng hết. Dạ. Tiếp nè, câu nào cũng vậy, thấy hai đáp án mà khác nhau quốc luôn hai cái. Bây giờ mình muốn phân tích trong hoạt động vận tải hành khách những hành vi nào dưới đây bị cấm. Một là đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo khách vân vân, ép khách vân vân, là cấm chứ nữa. Cái thứ hai là chuyển tải xuống khách, vi phạm trốn vân vân, cũng cấm luôn. Đó, dưới này cũng vậy. Cứ thấy hai câu này là chết hai câu luôn. Khi tai nạn giao thông, hành vi nào bị cấm? Tai nạn rồi mà anh lại xâm phạm tính mạng sức khỏe người khác là cấm. Anh tông người ta té xuống rồi anh tới đá cho người ta chết là từ quánh người ta mấy phát nữa không được đó. Rồi lợi dụng tai nạn giao thông để anh hành hung đe dọa vân vân là cũng được đó, cấm hết đó. Cái hai đáp án là chọn hết hai nha, nên coi. Rồi cái này cũng vậy, nhiều câu lắm, cứ thuộc lầu vậy vô làm thôi. Đã. Còn cái này nè, đặc biệt khác nè. Này loại khác nha. Bây giờ nhìn hai câu này. Số lượng chữ gần như nhau. Bây giờ thì nội dung nó sẽ gần như nhau. Những câu hai đáp án mà nội dung gần như nhau thì chỉ có một đáp án trúng thôi. Còn nội dung khác nhau thì mới chọn cả hai. Chỗ này thì chọn đáp án hai. Lý do là sao? Đường cao tốc hiểu thế nào là đúng, là đường dành cho xe cơ giới và chạy tốc độ cao. Nhớ về tốc độ cao trên này nó không có không. Rồi dưới này là những ý khác mà hoàn toàn đúng thôi không. Tiếp cái này chọn cả hai luôn. Cái này là cái mẹo tiếp theo, câu hỏi mà có cái đáp án mà bị cấm thì không được á, là chọn cái thứ đó. Ví dụ cái nội dung trên này chưa biết mà thấy cái đây câu bị cấm, cái là quốc bị cấm liền. Bây giờ mới đọc kỹ lại
hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn tham gia giao thông có bị cấm không? Cái xe đó nó không đảm bảo kỹ thuật mà đâu cho ra đường chạy lỡ tai nạn sao, vậy thì bị cấm ha. Không bị cấm thì sai nữa, bị nghiêm cấm tùy theo tuyến đường cũng sai luôn, bị nghiêm cấm tùy theo loại xe cũng sai luôn. Anh đã không đảm bảo mà anh đi giao thông là sai rồi đó. Rồi, hành vi giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện điều khiển xe có bị cấm không? Anh có một tay, anh có một chân gì đó anh lái không được, đầu óc anh không tỉnh táo. Lúc ông hai tay á thì ông thi vàng, ông cụt tay rồi ông có việc. Nên em có ông kia ông năm tuổi á. À. Ông bị hai tay rồi ông kêu kia vàng cứ hai tay rồi. Mấy cái trường hợp đó là anh học luật rồi, là anh không đủ điều kiện, anh không đủ điều kiện là anh không có được lái nữa, mặc dù anh có bằng cỡ anh. Bây giờ làm sao mà đi tìm hiểu hết mọi trường hợp là anh theo dõi anh sát sao được, đúng chưa? Ví dụ như kêu cấm uống rượu khi lái xe thì anh tự biết là anh hấp đẻ uống rượu, anh không được phép lái xe. Bây giờ tôi theo anh mà tôi cảnh sát có mấy người anh đi theo anh cũng lý anh đi uống rượu, cho tôi đi uống rượu đây theo coi uống được bao nhiêu rồi, không phải không? Ok chưa? Đã cứ thấy bị cấm là chọn câu đó liền nha, không được là chọn liền nha. Đã. Thì cái này là các bạn tự đọc nha. Rồi đó, mấy câu cấm là cứ cấm hết, không được là chọn không được luôn. Đã, không được đó, mình tổng hợp mấy câu lại. Rồi cái này là cái cũng hay gặp, toàn bộ 450 câu chúng ta sẽ gặp 3 câu liên quan tới vấn đề cái chỉ tay của người cảnh sát giao thông. 450 câu có 3 câu mà gặp những đề này cũng có, không? Đa phần là sẽ gặp cái câu này. Và nếu mà trong cái loại này thì cái ý một là hai tay hoặc một tay giăng ngang như hình này là giả. Khi thấy giăng ngang thì những thằng nào mà theo hướng ngang là đi bình thường, mà sau cái hướng chỉ tay ấy, là stop, là nhớ, là giăng ngang thì stop trước và sau. Thì trường hợp này thằng này đi được nè, trước sau dần nè, không? Theo mũi tên xe nào được phép đi? Mình tải đi, mô tô đi, này thấy là phải dừng, được chưa? Rồi rồi nhớ một cái nữa, thì nếu mà sau này mà làm rồi mà làm biến học thì thuộc lầu dùm cái mẹo câu mà hỏi và cái chữ mà cục chữ ngang trong phải hình nha, hình là phải nhớ, còn chữ mà liên quan tới nội dung ông cảnh sát ông điều khiển giao thông á là luôn gian một giờ hai. Ừ, gian là đáp án số 1 mà dơ là đáp án số 2 ha. À, nhớ vậy, bởi vì cái câu mà đáp án chữ nè, này nè, đáp án chữ nè, cứ thấy ông nào gian là dơ là 1, ông gian tay nè là 1, phải không? Ông dơ bẩn là ưu tiên 2 rồi, phải không? Dơ là 2 mà gian là 1, nhớ vậy giùm cái. Tôi thấy chữ của ông là tôi gian phát là đáp án 1, khỏi cần đọc nội dung, được chưa? Đó là đối với cái bộ đề hiện tại 450 câu á là như vậy, mai mốt có đổi là nó khác nha. Đấy, tiếp. Dơ tay dơ thẳng đứng là stop on, tất cả dừng, dơ tay lên là dừng hết, được chưa? Cảnh sát nè đang giơ tay lên đây, toàn bộ dừng, chỉ có cái anh mà đi qua giao lộ rồi là anh được đi, không? Đấy, thành ra con các xe đi thế nào đúng quy tắc không? Tất cả xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã vào trong ngã tư. Đấy là đẹp, được chưa? Chứ không phải là thấy ông cảnh sát giơ tay dừng mà anh đang đi xe anh cứ buông vậy tới, còn phạt đáng chịu, ha?
mà giả tai nạn nó chịu, được chưa? Rồi giờ thứ ba nè, giờ là anh này vô thì hai đó, vô hai nó bắn hai. Bởi vì sao mà chỗ nó bắn nó luôn luôn vậy? Lý do cái câu đây á, là người ta đưa vô phòng mềm á, làm cái ảnh chụp. Mày ảnh chụp là đâu có sửa, test người ta cho trộn bộ đề nó mới sửa, còn ảnh chụp nó không sửa, thành ra cứ luôn luôn hai đó, đúng không? Rồi cái mà thứ ba này gắn ngôi sao đây nha, cái đây là cái đặc biệt đó, cái này khó. Giơ tay phải giơ về phía trước là trong ba cái điều luật này đó. Tay phải đây là cái người cảnh sát này, họ đang đứng, họ giơ tay phải ra trước thì sao? Bên phải dừng, sau lưng dừng, trước mặt được để phải, bên trái đi tới được đi ba hướng, đi thẳng để trái để phải được. Thì một cái cảnh sát giơ một cái tay thôi mà tùm lum việc thế này khó nhớ, thì thuộc cái nãy đó, gian là một, dơ là hai, đó đây dơ này, đó dơ là chọn hai, dơ đấy. Này là thấy là cái này dơ đó hai nha. Rồi câu hỏi tiếp theo là liên quan tới nồng độ cồn, cái này là câu hỏi lý thuyết nha, còn mấy cái hình là mình xong hết rồi lý thuyết. Nhớ cấm sử dụng bia rượu khi lái xe ô tô trở lên là cấm hết, cấm tuyệt đối nha, không được dùng bia rượu. Còn đối với xe gắn máy, xe mô tô thì 50/100, 0.25/1 là nhớ mấy số đó. Ở đây 50% đúng không, đây 1/4 đúng không, mình nhớ cặp số ra được. Nhưng mà liên quan cái gì, mình lít máu còn lít khí thở, đây xét nghiệm máu, còn đây là thở, đi đường bị thở đúng không, chặn lại thở cái này ha. Rồi câu hỏi nè, điều khiển ô tô máy kéo, rồi nhìn vô, đã điều khiển ô tô máy kéo thì không được phép xài bia rượu, câu này là câu bia rượu đúng không, mà nhìn thấy cái số đồ này thì là khỏi bỏ qua luôn, đã ô tô máy kéo được buộc là không xài thôi, là thấy cái câu mà không có gì nè là chọn đó thôi. Nó nói gì, trong máu và hơi thở có nồng độ là tiêu rồi, không được, chọn ngay luôn, khỏi cần đọc, phải không? Thành ra người ta mấy người mà làm mẹo á, phải vô làm đề nhanh lắm, cho đề ví dụ 20 phút họ làm 5 phút xong, liếc qua đề biết đáp án, liếc qua đề biết đáp án, không? Rồi câu này, điều khiển xe mô tô gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt bao nhiêu thì bị cấm. Giờ nhìn thấy mô tô cái máy này, nhìn vô bán này thấy 50% là chọn 50 luôn, đúng không? Chọn nó bán này luôn, khỏi nhìn hai còn lại. Tiếp nhìn cầu dưới này mà thấy 0.25/1 chọn ngay 0.25 luôn, khỏi nhìn tiếp, được chưa? Đấy. Rồi cái phần cuối là cái phần mà nói về tuổi khi cấp giấy phép lái xe, thì mình có tuổi nè, 18, 21, 24, 27. 18 là bạn được phép học lái xe hạng B hạng C và học ngay được. 18 là hạng B, 21 là hạng C, 24 là hạng D, 27 là hạng E. Đấy. Thì đối với hạng B, C là nếu bạn quá tuổi rồi á thì bạn học luôn được, nhưng qua hạng D, E là bạn phải có bằng nhỏ trước, bạn mới học được bằng lớn nha. DE là xe chở khách và xe tải, cái mức độ nguy hiểm và an toàn nó cao trên đường,
thành ra buộc phải là đủ tuổi và đủ thâm niên lái xe nhỏ bạn mới được lái xe lớn, được chưa? Như vậy thì câu hỏi thế này, anh đó anh có cái bằng lái xe hạng D và hạng E rồi, thì hỏi anh có lái được xe 4 chỗ, 7 chỗ xe hạng dưới không? Là được. Bởi sao? Bởi vì anh đã có cái hạng đây, chắc chắn là anh đã học hạng đây xong rồi, được chưa? Chứ không phải là anh đủ tuổi anh thích lái xe hạng này là anh được liền, không phải. Đó. Và ngoài ra, sau khi anh lái được bằng cấp này, 5 năm sau lái xe anh mới được nâng hạng. Được chưa? Đấy. Rồi, trong cái đáp án này thì cái này nó hỏi gì? Bài tăng nửa cho lên B2 cái mốt thì nhiêu tuổi? 21 tuổi ha. Bây giờ 21 nè, 18, 21, 14, 17, nhớ mấy số đó, 4 số em ấy, đúng không? Đó là câu hỏi về tuổi. Rồi cái nội dung mà ôn thi lý thuyết lái xe là bao nhiêu đó là hết rồi, là nhớ toàn bộ như các bạn sớm chưa? Thì nếu mà không phân vân gì gần như là anh sẽ thi đậu 30/10 cộng 100%. Còn nếu mà có vướng mắc chút đỉnh thì cũng phải 28/30 nha. Qua bài học này là hết rớt, gọi là bao đậu lý thuyết, được chưa? Đó là bạn lấy một bộ đề ra bạn làm thử, được chưa ạ? Rồi chào các bạn.